rồi, chào con nha. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi Lê Thị Tuyết Nga, hiện đang ở nơi Trăng Long, quận Bình Thạnh. Tôi có cô con gái phải làm xa nhà, nhưng sắp tới đây cháu được nghỉ phép sẽ về nhà chơi vài ngày. Tôi muốn những ngày mà cháu ở nhà, tôi sẽ làm những cái món ngon cho cháu thưởng thức. Cái sở thích của cháu là thích những cái món xào chua chua ngọt ngọt, như là sườn xào, mực xào. Tôi nhờ đầu bếp tư vấn giúp tôi với. Xin cảm ơn đầu bếp và chương trình rất nhiều. Thanh Giang và đầu bếp Diệu Thảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị Lê Thị Tuyết Nga ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mà đầu bếp ơi, trước tấm lòng của người mẹ thương con như vậy thì không biết là ngày hôm nay đầu bếp sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả này cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình món ngon nào đây ạ? Như chị Tuyết Nga vừa mới chia sẻ thì món chua chua ngọt ngọt có rất là nhiều loại, từ sườn xào chua ngọt nè, mực xào rồi bò xào nữa. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và đặc biệt là chị Tuyết Nga một món xào cũng có vị chua chua ngọt ngọt, rất là cân bằng khẩu vị. Đó là món gan gà xào chua ngọt. Để thực hiện món gan gà xào chua ngọt thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 150g gan gà, 2 trái dưa leo, 50g cà rốt, hành lá, ngò rí, 1 trái ớt sừng, bột năng, tỏi băm, hành tím băm, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Lisa. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Gan gà khi chúng ta mua về đó, chúng ta phải rửa sạch với lại một ít muối nè. Rồi sau đó chúng ta xả lại cho thật sạch để ráo. Và lúc đó chúng ta mới bắt đầu xắt ra để ướp. Và để chọn gan gà ngon thì quý vị khán giả cần lưu ý là phải chọn những cái miếng gan gà có màu hồng và thịt chắc như thế này. Thì như vậy gan gà mới tươi và ngon. Như vậy là quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy nhớ bí quyết để chọn gan gà được tươi ngon nha. Đó là gan gà còn nguyên vẹn nè, thịt chắc và có màu hồng nhạt nữa đó. Quý vị khán giả sẽ cắt gan thành miếng vừa ăn. Quý vị khán giả sẽ ướp khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh hành tỏi băm. Chúng ta sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa. Đây chính là điểm đặc biệt mà quý vị khán giả cần phải lưu ý. Đó là chúng ta cho thêm 1 muỗng giấm vào phần gia vị ướp với gan gà, giúp cho khử tanh gan gà và đặc biệt là món xào của chúng ta có mùi thơm hơn. Như vậy là phần gan gà của chúng ta đã được ướp xong rồi, và không biết là công đoạn tiếp theo mà cô Diệu Thảo sẽ tiếp tục chế biến nó là gì đây hả? Đầu tiên là phần cà rốt. Quý vị khán giả sử dụng dao răng cưa, chúng ta sắn ra thành những cọng như thế này. Dưa leo thì quý vị khán giả sẽ chẻ đôi trái dưa leo ra và chúng ta dùng dao mũi nhọn, chúng ta sẽ bỏ bớt phần ruột dưa leo như thế này đi. Ủa cô ơi, sao dưa leo mình không có dùng luôn cái phần ruột mà mình lại cắt bỏ hả cô? Khi mà chúng ta sử dụng dưa leo á, quý vị khán giả ăn sống thì chúng ta có thể để nguyên phần ruột dưa leo để ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm món xào thì muốn cho món ăn có độ giòn, và đặc biệt dưa leo thì muốn cho độ giòn cao, thì chúng ta sẽ bỏ cái phần ruột đi và chúng ta chỉ sử dụng cái phần thịt dưa leo đến phần vỏ này thôi. Chúng ta lại tiếp tục dùng dao răng cưa, chúng ta sẽ sắn ra những cái đường ngang như thế này. Phần hành lá ngò rí này cắt khúc khoảng chừng 2-3 cm. Phần ớt sừng lúc nãy chúng ta chuẩn bị thì quý vị khán giả sẽ sắc sợi ra, chúng ta ngâm vào nước. Và đây là phần mà cô đã chuẩn bị rồi nè. Và bây giờ thì quý vị sẽ qua một giai đoạn là chúng ta pha giấm đường để chúng ta tạo nên vị chua ngọt. Đầu tiên quý vị khán giả sẽ sử dụng 2 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa. Cho khoảng 1 muỗng cà phê đường, chúng ta hòa đều với nhau. Kế đó chúng ta sẽ cho thêm một ít nước nữa nè. Một ít bột năng. Bột năng chúng ta cho chung với giấm gạo và đường như thế này, chúng ta sẽ cho vào món xào ở giai đoạn cuối cùng, mục đích là tăng thêm vị chua ngọt cho món ăn mà đồng thời sẽ tạo vị sánh cho cái phần nước xào nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Quý vị khán giả sẽ cho vào chảo khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi cho hành vào và tiếp tục cho tỏi băm vào, đảo đều phần hành và tỏi băm này. Khi hành và tỏi băm đã bắt đầu chuyển sang màu vàng như thế này rồi, chúng ta sẽ trút hết phần gan này. Giai đoạn này chảo phải thật là nóng, dầu và các phần hành tỏi phi phải thật là nóng. Cho vào và chúng ta đảo đều. Sau khi chúng ta xào gan vừa mới chín tới rồi, quý vị khán giả sẽ cho hết phần cà rốt vào. Tiếp tục cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước. Cà rốt vừa mới trong lại, chúng ta lại tiếp tục cho dưa leo vào. Cuối cùng nên thêm vào khoảng 1 muỗng canh nước mắm. Hành và ngò vào, đảo đều một lần nữa. Chúng ta xóc lên cho thật đều. Và bây giờ thì cô tắt bếp. Phần bột năng ở giai đoạn này, quý vị khán giả sẽ cho vào để mà làm nước sệt. Bây giờ món gan gà xào chua ngọt đã hoàn tất rồi, chúng ta sẽ trút ra dĩa thôi.
kế đó rắc một ít tiêu, một ít ớt sừng. Cuối cùng thì quý vị khán giả sẽ cho một nhánh ngò rí vào để món ăn của chúng ta thêm phần sống động. Bây giờ là đến phần chia sẻ cảm nhận của Thanh Giang với lại quý vị khán giả. Quý vị khán giả thân mến, có thể nói món gan gà xào chua ngọt này rất là đặc biệt và cũng rất đơn giản và dễ làm nữa. Và đặc biệt là gan gà của chúng ta thì vẫn ngon nè, ngọt, mềm và đặc biệt là không có mùi tanh và có mùi rất là thơm. Có lẽ là do chúng ta đã bỏ vào một ít giấm gạo Lisa khi mà chúng ta ướp, đúng không cô? Và quý vị khán giả thân mến, có thể nói đây là một món rất là ngon và thích hợp với những bữa ăn gia đình. Và Thanh Giang xin được chúc cho quý vị khán giả tên là Tuyết Nga sẽ thực hiện thật thành công món này, cũng như những quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam, hy vọng sẽ là một người bạn chân thành để giải đáp những thắc mắc liên quan đến công việc bếp núc. Và quý vị cũng đừng quên gửi những góp ý của mình về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện vào số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số điện thoại là 0838237557. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website của chương trình ở địa chỉ là www.monngonmoingay.com. Hoặc quý vị cũng có thể tìm với từ khóa là Món Ngon Mỗi Ngày để đến được với trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Dĩ Thảo và Thanh Giang xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.